Hôm nay là mình đi thảo cầm viên nha cả nhà. Nghe nói là thảo cầm viên mở cửa lại rồi, thì hôm nay là chủ nhật cuối tuần cho nên là mình đi thảo cầm viên. Thật sự rất là đông luôn á. Nhưng mà do là nếu mà quý vị nào mà mình đi xe ô tô á, xe gia đình, xe ô tô á, thì mình đi cái cổng chính là ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thì mình đi ô tô thì mình đi thẳng vào cổng Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn, thì sẽ thẳng vào trong và mình được bán vé. Mình ngồi trên xe luôn và được bán vé luôn, là mình chạy thẳng vô trong luôn. Chứ đừng có mà chạy lên cái cổng kia rồi mình đứng xếp hàng mình mua vé rồi người nhà phải chạy xuống đây gửi xe, thì nó sẽ, nói chung là nó sẽ mất thời gian mà chờ đợi nhau á. Thì nếu mà mình đi xe ô tô thì mình cứ đi thẳng ra cái cổng Nguyễn Bỉnh Khiêm luôn, ngồi trong xe luôn và chạy vô trong luôn và sẽ được bán vé luôn. Rồi xe mình sẽ đậu luôn trong khuôn viên. Và thế là bây giờ mình chỉ đi vào trong thôi. Đây là vé nha. Trẻ em thì là 40.000, người lớn thì là 60.000. Còn trẻ em dưới 1 m là được miễn phí. Thì hôm nay là ngày đầu tiên sau thời gian giãn cách, thảo cầm viên mở cửa trở lại. Let's go. Có người che là mừng lắm rồi đó. Đây là vẹt trắng. Vẹt trắng màu đỏ. Đẹp quá ha. Ê vẹt ơi. Vẹt trắng màu đỏ thì có mỏ, chân màu xám đen, lông màu trắng phớt hồng, màu khi dựng lên có màu hồng đỏ phía trong. Thường sống ở các khu rừng nguyên sinh, ăn các loại hạt, trái cây và côn trùng, làm tổ hay trên các hốc cây. Mỗi lứa đẻ chỉ có 2 trứng thôi. Vẹt đẹp quá. Đây là trĩ đỏ. Trĩ đỏ khoang cổ. Cong nữa. Trĩ với cong luôn. Hello. Ê, con này trĩ cong nhìn giống nhau ha. Đây mới là trĩ chứ hả? Đây là cong nè. Màu sắc của cong kia mới là trĩ. Trĩ nhìn giống con gà quá đi. Bên đây là con hồng hoàng. Con gì con? Ồ, con hồng hoàng đó hả? Nhìn lạ quắc lạ quê luôn. Ê, hồng hoàng, đầu đen, cổ và bụng trắng, mỏ lớn màu vàng, mũi mỏ lớn, chân xám. Thường sống ở các khu rừng nguyên sinh hoặc thứ sinh. Thức ăn là các loại trái cây mềm, ếch nhái, làm tổ hay trên các hốc cây. Mỗi lứa đẻ 1 tới 3 trứng. Đứng xa quá không thấy nó rồi. Đi. Hiện tại thì là cũng chưa được đi đâu xa nhiều, cho nên là ở thành phố thì cũng không có khu nào đi đó, mọi người, cho nên là thường là thảo cầm viên với lại những cái công viên lớn. Thì thấy Sài Gòn thì chỉ có thảo cầm viên là nơi mà phù hợp để cho gia đình, đặc biệt là trẻ em, giống như đi ra ngoài đi chơi, đi thư giãn cuối tuần thì thảo cầm viên là thấy là nơi phù hợp nhất nơi mọi người, vừa mát mà vừa giống như là nơi để cho các bé trải nghiệm cái thế giới động vật thực ở bên ngoài. Đây là cuối tuần cho nên là ở công viên thảo cầm viên rất là đông luôn. Đây là mình đang đi tới khu vực vườn của con vọc nha. Con vọc. Là mình sẽ đi tham quan một vòng các cái vườn thú, thăm lại vườn thú nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lần lần các vườn thú, mình sẽ đi tới tiếp nha. Đây là khu vực của các con vọc luôn. Đó. Nè. Vọc đang ăn cái gì vậy? Vọc đang ăn bí kìa. Ai ăn bí, ăn đu đủ gì đó. Con chim chỉ có màu gì đó. Mẹ ơi, cho con cầm đồ đi nữa. Có ngựa đó em. Ngựa, lông dài quá. Đây con cầm đi. Thôi. Hoa tigon nha mọi người, rất là đẹp luôn. Đi với xe trước nữa. Con đừng có gỡ ra gỡ vô nữa, khi nào mà mẹ kêu gỡ đi, mẹ không có cần gỡ ra. Cái này mẹ kêu mượn rồi mẹ tự mày mượn gỡ ra. Lương cẩu. Đứng ở đây thì mình có thể là quan sát lương cẩu rất là gần luôn. Nó ngủ rồi. Nó đang nằm ngủ đó. Đã thấy không? Là mấy bạn có biết trên tường này người ta vẽ cái gì không? Đây là chuồng cọp nha. Giờ mình đi tham quan nào. Vậy con mèo đâu, con cọp mà. Ê, ở bên kia mình không biết bên kia sẽ có một trường nó nhốt bên này nha. Giờ mình qua mình xem nha. Đây là vệ sinh. Ở đây còn có những cái tham quan. Cái đây là con giải nhân nha, có hai con. Ôi, con kia nó nấp mất tiêu rồi. Con kia nữa kìa. Ồ, nó ngồi hả? Làm gì? Con giải nhân đó. Mà nó làm gì? Cổng của nó nằm phải không? Đúng rồi, mà nó nấp dưới nó nằm không à? Trời, khu vui chơi. Mình đi nha, mình đi lên tầng. Không biết trên đây có con gì không? Tinh nè, hết tinh tinh. Ôi trời, mỗi mặt khác nhau. Đây là bốn bạn hết tinh tinh. Đây là không nghe nè. Không nghe, còn đây. Đây là không nghe nè. Không, cái này là gì ta? Không nói này, không nhìn nè. Này là không gì để không biết nữa. Cái bốn cái biểu cảm á, không nghe, không nhìn, không nói, không gì đây, không thích, không biết. Đi thôi. Ở đây có rất là nhiều gấu nha. Gấu này thì ngồi ngáp, gấu này thì đang ngồi nghỉ mệt, nhưng mà con gấu con thì coi như là ôm thôi. Qua đây nè, bên đây có gấu con này ôm nha, rất là dễ thương. Mình lên thăm gấu nha. Nãy mình thăm cọp rồi thăm gấu. Gấu nè, gấu chó quá đẹp luôn, hai con. Dữ hả? Ồ, chắc hình như nó dữ lắm. Kìa, nó ăn cái gì? Nhìn mặt nó giống chó ha. Giống chó lắm. Cái gì mới kêu là gấu chó. Cái gì? Giống chó thì đúng, nhưng mà gấu chó làm gì mà có gấu chó. Tượng gấu ngồi. Hình như là nó thích ăn cà rốt đó. Hình như nó thích ăn cà rốt qua người kia. Con cọp thường nó thích ăn thịt nhất nha. Mặt rất là như là rất là đói đó. Nó đi qua đi lại hoài. Đây nè. Nó vẻ như nó đèn đỏ á. Thịt nha, kê 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 bự quá trời. Cọp Đông Dương mà nó bự quá à. Dương kê 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 kê. Đây 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 con cọp nè. Ôi nó cọp nha, bự lá đó, con cọp đó. Giận rồi, kỳ quá à. Đang coi đông vui mà nó đi về mất. Gì vậy? Hả? Dòng lại kìa. Nó dòng lại chưa? Để ra kìa. Kìa kìa kìa. Ra kìa. Cặp đi cặp được. Cặp đi đâu? Bây giờ mình đi lên lầu. Ủa? À đây là ngồi vừa thủy đâu luôn rồi. Vườn cá sấu. Giờ mình đi tham quan. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn bò sát lớn nhất nha. Bây giờ mình đi lên cầu nha. Nhưng mà loài bò sát lớn nhất á, mấy bạn có biết đó là loài gì không? Mấy bạn không biết thì mình sẽ nói cho mọi người nghe nha. Đó chính là loài cá sấu á nha. Rồi bây giờ mình đi lên cầu mình xem đó nha. Là cá sấu bằng đá. Vậy thôi mà thấy sợ rồi. Cái này bằng là giả chứ không phải là cá sấu thiệt. Kìa, cá sấu thiệt kìa. Lên cầu coi đi rõ hơn. Mấy bạn ơi, đây là cá sấu nó đang hả họng nha. Nó đậm đội mồi đó. Trời, nó đậm đội mồi à. Thôi thôi mình chạy đi. Thiệt đó, cái này là thiệt. Hả? Con cá sấu nó nằm ở dưới gốc cây nha. Thấy không mọi người? Trời ơi, nó nằm nghỉ. Ở bên kia còn có một con dưới nước nữa kìa. Chắc hình như nó đang làm gì rồi. Sống trên bờ có thể đi dưới nước được luôn nha các bạn. Ở dưới còn có một con nữa nè. Wow. Ê, mấy con bên kia nữa. Con bên kia nữa. Đấy, hai con nha, nó rất là bự luôn, không biết nó làm gì nữa. Wow. Bây giờ mình đi tham quan tiếp nha. Bà dừng ngón tay đi. Đây là con cá sấu, nó nằm im như là đá để mà khi mồi đến nó tỉa tưởng là đá thì nó có thể đớp mồi liền nha mọi người. Ở dưới còn có con nữa kìa. Kìa, hôm nay mọi người được nghỉ như là giãn cách. Sau một thời giãn cách nên người ta sẽ đi lại như bình thường. Ở đây rất là đông vui nha mọi người. Bây giờ mình đi tiếp theo là mình sẽ đi tham quan một con gì nữa nha. Ở đây có con nai nè. Vườn ví thị với mọi người nha. Ở đây là vùng cái vườn nai để mà nó sống á. Rất là nhiều con. Con kia nữa kìa. Quá trời. Nóng quá. Ở đây có một khu vui chơi để chúng ta giải trí nha. Cầu Cầm Viên á, rất là đẹp và bự luôn. Bây giờ mình xem mọi người nha. Chúng ta đang ở khu vui chơi. Đây là lồng nuôi. Cho con già chơi được không? Được không mẹ? Mấy bạn ơi, có thấy mọi người đứng xếp hàng mua vé để mà được lên khí cầu nha, để mà tham quan quầy đó, quầy mua vé. Tại rất là nhiều người thích mua vé để đi lên cầu tham quan, cho nên là mọi người phải đứng đông để xếp hàng mua vé để được vào khu công viên này nha. Ở đây thì sẽ có một cái vòng quay rất là bự. Nếu mà ai muốn mua vé thì hãy qua kia mua nha. Nhưng mà tại bên đó rất là đông rồi, bây giờ mình đi chỗ khác mình mua nha. Còn không thì mình sẽ đi chỗ nào đó tham quan cũng được, đi thôi. Ở đây có bong bóng nè mọi người. Chắc hình như có ai đã băng bóng á, bắn nó ra. Đợi ba mua kem dưa hấu nha. Ba đâu rồi? Mẹ. Kìa. Đâu rồi? Kìa. Ba đi đâu vậy con? Ba đi mua kem dưa hấu rồi. Hôm nay là ngày cuối tuần và cũng là thời gian Thảo Cầm Viên được mở cửa trở lại, cho nên là du khách tới đây rất là đông. Quá trời đông luôn. Do là bây giờ không có chỗ nào để đi á, cho nên là Thảo Cầm Viên là lựa chọn duy nhất, duy nhị, duy tam. Thật ra là cũng ở Sài Gòn cũng không biết đi chỗ nào nữa mọi người, cho nên là gia đình đi chơi gia đình thì thường là chọn những cái nơi rộng rãi, mát, có nhiều trò chơi để cho để cho con cái rồi nó có chỗ nó chơi, nó đi tham quan, cho nên là thấy rất là nhiều luôn. Hầu hết là gia đình mà phần lớn là đi Thảo Cầm Viên thì dành cho trẻ em là nhiều. Thấy rất là nhộn nhịp, rất là nhộn nhịp luôn. Đây, chúng ta chuẩn bị ăn kem dưa hấu. Tới rồi. Đang làm gì đó? Các bạn đang ăn kem dưa hấu hả? Dạ. Ngon không? Ngon. Con ăn đi. Đông quá trời đông. Mày với mày. Không. Chắc hình như là sợi gì đó. chắc gì đặc biệt. Ở đây là có một cái cây rất là to, có thể che nắng nha. Ở đây còn có những cái sợi. Đây là con mình là hippo. Cái gì? Đây là con hippo là. Đây là con hà mã nha, nó ở dơ lắm. Nó mới trào đất kìa. Rồi lát nó xuống nó tắm à. Nhưng coi chừng nó giăng nước thôi. Hippo xin chào. Hippo xin chào các bạn. Kìa kìa kìa. Rồi chuẩn bị nhảy vào hồ. Nó sợ. Chắc nghĩ là nó sợ đó. Sợ gì? Đó, thấy nó lùi lại mà. Trọng lượng có thể lên tới 3.200 kg. Đọc cho các bạn nghe đi. Miệng rộng kìa. Sao nữa? Miệng rộng, toàn thân có màu nâu, da da giấy. Con luôn. Hai con. Nó đã đó. Nó chắc nó ăn. Nó ăn lát nó xuống nó tắm. Ăn cỏ, ăn lá. Mày kỳ cái cục. Vô ba mua đi cỏ ở bên đây con cho nó ăn. Lấy cỏ cho những con dê ăn. Cho dê ăn. Em cho nó ăn. Con lấy thêm à. Mẹ kỳ quá. Ba ơi lấy thêm. Nè cho những con thú ăn nè. Em cho hai muỗng quạt đi. Nóng quá không có đêm. Đi mẹ. Ở đây là có bà cô hâu cây cổ rất là dài, nó đang ăn lá nha, giờ nó treo cái mặt đó rồi. Ơi, tiếc quá, muốn coi mặt nó mà nó che rồi. Ý rớt lá chắc nó đang ăn. Con gì em đi? Nóng quá à. Ghê quá. Rồi đi thôi. Hoa đen rất đẹp nha bé. Hoa này là hoa gì? Hoa quá chừng nha bé. Hoa này. Hoa này nó không để bạn. Dạ. Hôm nay em đi đang đi sở thú chơi nha bạn. Hôm nay đi sở thú, nãy giờ em đi thăm được những con thú nào rồi? Kể các bạn nghe. Khỉ nè. Nhìn các bạn. Khỉ nè. Con gì nữa? Hà mã nè. Hà mã rồi gì nữa? Con không nhớ nè. Con gấu nè. Con sấu nè. Con sấu. Con sấu gấu. Con sấu gấu. Cọp nữa nè. Cọp. Có luôn. Quá trời ha. Con sấu nữa chứ. Nhưng mà con cọp vô duyên lắm. Đang quay cái xong nó chảy mất tiêu. Giờ mệt chưa? Dạ mệt. Chưa. Đây là hoa màu đỏ, nó rất đẹp nha. Không biết hoa này hoa gì nữa. Hoa đỏ nhưng mà phải có tên chứ. Đây đâu phải có hoa đỏ đâu đúng không? Đây người ta gỡ mấy cái bảng cấm rồi. Không biết hoa gì. Ồ. Người ta có để giới thiệu á. Được chưa? Con voi này nó rất là thích ăn những cái mía thì nó có thể tự bẻ mía nó ăn, chuối lá có thể chơi và có thể đáp cát lên mình. Đó, thấy không mọi người, thấy cái vòi nó dài không? Chưa, còn chè con. Không. Rồi, chúng ta đi về thôi. Rồi, Thảo Cầm Viên của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hôm nay là mình sẽ kết thúc chuyến đi thăm Thảo Cầm Viên tại đây. Mệt quá trời mệt luôn rồi, hôm nay rất là đông. Nhưng mà thì mình đi từ sớm cho nên là mình cũng đã dạo xong một vòng Thảo Cầm Viên rồi. Đây là mình đang đứng tại chuồng voi. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Nếu mà cả nhà thấy thích video thì hãy cho mình một like và subscribe để đăng ký kênh. Bye bye.